Hello anh em, Hồ Hoài đây. Hôm nay mình sẽ quay lại buổi tập full tay nhé, bao gồm cả tay trước và cả tay sau. Trong buổi hôm nay thì mình sẽ tập tay trước tầm khoảng 4 bài và tay sau 4 bài nhé. À, anh em ơi, mình thấy rất nhiều anh em có một cái sai lầm như thế này. Đó là anh em chú trọng tập vào phần tay trước quá nhiều hơn cái phần tay sau. Thì anh em nên nhớ đó là cái phần bắp tay sau của anh em mình nó sẽ chiếm 2/3 cái lượng cơ bắp ở trên cái phần cạnh tay của mình. Cho nên là anh em tập luyện thì phải tập luyện đều cả trước cả sau nhá. Chứ còn mình không ưu tiên bắp tay trước, nó mất cái sự cân đối. Thứ hai nữa đó là thì trong một buổi tập mà nhóm cơ nào mà được tập trước thì nó sẽ tối ưu hơn cho cái việc phát triển cơ bắp. Đối với bản thân mình thì trong các buổi tập tay ấy, thì giả sử như tuần này thì mình sẽ tập bắp tay trước đầu tiên, nhưng mà tuần sau thì mình sẽ đổi sang đó là tập tay sau vào đầu buổi nhé, để nó có cái sự phát triển đồng đều cả tay trước và cả tay sau. Tiếp theo nhé, có một cái lưu ý ở trong cái giao an mà mình đang tập, đó là tuần này mình sẽ tập trung vào việc tập tạ nặng ít rep, thì tuần sau thì mình sẽ đổi lại đó là tập tạ nhẹ và nhiều rep, để nó vừa có cái yếu tố về phát triển sức mạnh, đổ lớn cơ bắp và có cả tăng cái sức bền về cơ bắp, nên là mình sẽ đan xen nhau. Anh em mà đang mong muốn phát triển phần tay cho nó to lên, toàn diện lên thì có thể áp dụng những cái tip đấy nhá. Trước khi vào buổi tập thì anh em ủng hộ cho Hồ Hoài bằng cách like cái video này và subscribe kênh ủng hộ cho Hồ Hoài nhá. Ok, anh em chiến đấu nhá. Trong buổi tập ngày hôm nay thì mình sẽ tập trung vào phần tay trước đầu tiên nhá. Và bài đầu tiên đó là mình sẽ cuộn tay trước với cái thanh đòn cong. Mình sẽ cầm hai tay hẹp hơn vai một chút để nó tập trung phát triển gây mặt ngoài của bắp tay. Mình sẽ khởi động hai hiệp với mức tạ nhẹ nhá. Hai hiệp 10 rep. Khởi động cái mức tạ nhẹ để bắt đầu làm nọng cho bắp tay trước đầu tiên. Từ đây thì anh em sẽ có một cái buổi tập nó sẽ hiệu quả hơn và anh em sẽ tập nó sung hơn nhé. Khởi động hiệp thứ hai anh em nhé. Khi mà tập tay trước nhé thì anh em chú ý là anh em phải cố định cái khớp vai lại, mình chỉ gập và duỗi cái phần khuỷu tay thôi. Còn rất nhiều anh em khi mà tập tay thì lại di chuyển cái khớp vai nó nhiều quá thì nó sẽ tác động vào khớp vai và không cô lập được vào phần tay trước nhiều. Ok. Ok, xong phần khởi động anh em nhé. Bắt đầu sang hiệp chính. Hiệp chính đầu tiên anh em nhé. 10 rep. Trong bài này thì mình thực hiện 4 hiệp thì thời gian nghỉ giữa các hiệp nó chỉ là 45 giây thôi anh em nhé. Nên là mức tạ mình sẽ không lựa chọn quá nặng, miễn sao mình chuẩn form nhé, tập đúng kỹ thuật và hạn chế ăn gian nhé. Vào hiệp thứ hai anh em ơi. Rất căng. Bản thân mình thì mình rất thích kiểu tập riêng hẳn một buổi tay ấy. Kiểu nó tối ưu hơn, tập nó kiểu cảm giác rất là căng, rất là phê. Chứ nếu mà tập tay như là tay sau mà vào cùng với buổi ngực và buổi vai thì mình cảm giác như là nó không tối ưu được và không phát huy cái sức mạnh của tay được. Nên là mình sẽ luôn luôn lựa chọn đó là tập riêng hẳn một buổi tay anh em nhá. Thì anh em có thể áp dụng nhá. Hiệp thứ ba anh em ơi. Ah.
bài này thời gian nghỉ rất là ngắn anh em nhé, chỉ có 45 giây thôi. Nên là anh em nhớ là lựa chọn cái mức tá nó phù hợp để thực hiện cho nó hợp lý nhá. Anh em mà chọn cái mức tá nó nặng quá, thời gian nghỉ ngắn thì anh em thực hiện fail đấy, không thực hiện được cái hoàn thành cái số rep mà anh em đặt ra đâu. Thì cuối cùng. Bài đầu tiên thôi nhưng mà rất là căng rồi. Bắp tay bắt đầu phồng rồi nhá. Rất phê. Ok, anh em nghỉ khoảng 1 phút rưỡi. Sau đó chuyển sang bài thứ hai nhá. Bài thứ hai thì mình sẽ tập đó là cuộn tay trước với tá đơn, nhưng mà cuộn từng tay một nhá. Bài thứ hai cho phần bắp tay trước. Đó là mình sẽ tập bài với tá đơn nhé, cuộn tá đơn từng tay một. Ở bài này mình sẽ thực hiện 4 hiệp, mỗi hiệp 24 rep, mỗi bên 12 rep nhé. Đây thì mình sẽ lựa chọn mức tá là 12kg thôi. Cũng giống như bài đầu tiên mình nói, đó là mình lựa chọn cái mức tá nó không quá nặng, chủ yếu tập trung vào cái việc đó là chuẩn form nhé, và cảm nhận cơ bắp để nó tối ưu hơn. Bài này thì anh em cố gắng đó là cố định cái khớp vai lại, gập và duỗi phần khuỷu tay thôi. Và lúc xuống thì cố gắng đó là duỗi kéo căng hết cờ nhá, để cái phần cơ của bắp tay trước ấy nó được kéo giãn một cách tối đa nhất. Từ đây thì sẽ giúp anh em phát triển cơ bắp tốt hơn nhá. Và có một cái lưu ý khi mà anh em tập tay trước nhá, ở lúc lên thì anh em không cần phải lên quá cao như này. Bởi vì khi mà cái phần cạnh tay của mình gập lên như thế này rồi thì gần như là bắp tay trước nó sẽ co hết cờ rồi. Mà anh em còn đưa lên cao như thế này thì như anh em nhìn thấy đó là nó sẽ có sự tham gia của nhóm cơ vai trước. Nên là không cần thiết anh em nhé. Chỉ cần gập cạnh tay của mình lên cao tầm khoảng ngang ngực là được, không cần phải lên quá cao như thế này. Ok, sang hiệp thứ hai anh em nhé. Vẫn 24 rep, mỗi tay 12 rep nhé. Khi xuống thì anh em cố gắng xuống chậm để nó kéo giãn cái phần bắp tay trước tối đa nhất. Căng quá, phồng luôn, kiểu cảm giác như bắp tay trước nó nóng ran lên luôn đấy, rất căng. Anh em mà khởi tập với tà nhẹ nhưng mà chuẩn form thì anh em vẫn cảm nhận rất là tốt nhá. Hơn là cái việc anh em tập nặng nhưng mà kiểu anh em ăn gian ấy thì nó sẽ vào bắp tay trước nó ít thôi. Hiệp thứ ba anh em ơi.
Rất căng anh em ơi. Mỏi quá, đau quá. Ok, hiệp cuối cùng. Rất căng rồi nhưng mà phải cố gắng anh em ơi. Căng quá, nhức cả tay luôn. Ok, sẽ nghỉ tầm khoảng 1 phút rưỡi nhé. Xong là chuyển sang bài tiếp theo. Rồi, tiếp theo thì chuyển sang một bài lên dọc hình búa. Bài này thì mình sẽ lựa chọn là ngồi để mình hạn chế việc ăn gian nhé. Để cô lập cho phần bắp tay trước nó tốt hơn, hạn chế đung đưa người. Bài này thì mình sẽ thực hiện 4 hiệp và mỗi hiệp 10 rep thôi nhé. Mình sẽ thực hiện đó lên hai tay cùng một lúc luôn. Bài này thì nó sẽ có ăn vào cả phần cẳng tay nữa và cái phần mặt ngoài của bắp tay trước anh em nhé. Khá là căng đấy anh em ơi. Ok, hiệp thứ hai anh em ơi. Căng quá. Còn hai hiệp nữa. Chuyển sang hiệp thứ ba nha. Hiệp thứ tư anh em nhá, hiệp cuối cùng để chuyển bài, còn một bài cho phần bắp tay trước nữa, sau đó thì chuyển sang tay sau luôn. Cảm giác như tay nó sắp nổ tung ra rồi. Cứng đơ luôn đấy. Phê. Ok. Anh em chuyển sang bài tiếp theo nhé. Bài cuối cùng.
Bài cuối cùng thì mình sẽ chơi với dây cáp. Bài cuối cùng cho phần tay trước anh em ơi. Bài này thì mình sẽ chơi với cáp nhá. Bài cuối cùng này thì chủ yếu tập trung vào độ bền về cơ bắp nhá. Thực hiện 4 hiệp 15 rep. Căng quá. Hôm nay bốn bài tay trước, bốn bài tay sau thì thực ra nó khá là căng đấy anh em. Ok, chuyển sang hiệp thứ hai anh em ơi. Căng quá. Cố lên, cố lên. Còn hai hiệp nữa thôi. Hiệp thứ ba nha. Hiệp cuối cùng. Kết thúc phần tay trước anh em nhé. Bây giờ chuyển sang phần tay sau. Phần tay sau thì cũng sẽ tập 4 bài. Chuyển sang phần tay sau anh em nhé. Phần tay sau thì mình cũng sẽ tập 4 bài. Và bài đầu tiên mình sẽ thực hiện đó là duỗi tay sau với thanh đoản cong. Đến cái phần mà tập cho tay sau thì mình sẽ không khởi động nữa mà mình sẽ đi vào hiệp chỉnh luôn. Bài này thì mình sẽ thực hiện 4 hiệp, mỗi hiệp nhân 10 rep nhé. Mình sẽ giữ nguyên một cái mức tạ thôi. Ok, hiệp đầu tiên nhé. Ugh.
Mức này hơi nhẹ. Mình sẽ tăng lên mỗi bên là 2,5 cân nhé. Hiệp thứ ba anh em ơi. Hiệp cuối cùng anh em. Ui, căng quá. Chuyển sang bài thứ hai cho phần tay sau. Duỗi tạ đơn qua đầu. Bài này thì mình sẽ lựa chọn mức tạ là 30 kg. Bài này mình sẽ thực hiện 4 hiệp nhá, mỗi hiệp 12 rep. Hiệp đầu tiên nhá. Lâu lắm rồi mới có buổi tập tay căng như thế này. Cả tay trước cả tay sau đều căng đét luôn. Cảm giác như sắp nổ tung luôn ấy. Chuyển sang hiệp thứ hai nhá. Hiệp thứ ba nhá. Rất tê rồi, tay cực kỳ tê lắm rồi. Hiệp cuối cùng. Hãy
Tay sắp nổ tung thật rồi anh em. Ok, nghỉ tầm khoảng 1 phút rưỡi nhé. Sau đó thì chuyển sang bài tiếp theo. Bài thứ 3 cho phần tay sau, đó là bài Deep Xà Kép nhé. Bài này thì mình sẽ thực hiện 4 hiệp, mỗi hiệp 12 rep. Tầm này khá là mỏi rồi nên là không thể kẹp thêm tà được nữa. Còn anh em nào mà vẫn khỏe nhé thì có thể móc thêm tà vào để tăng cái độ nặng của bài tập lên nhé. Ok, 12 rep nhé. Hiệp đầu thôi, vừa hiệp đầu tiên thôi nhưng mà đã căng lắm rồi, bởi vì bài này là bài thứ 3 rồi anh em ạ. Rất căng. Hai hiệp nữa. Hiệp thứ 3 anh em nhá. Rất căng lắm rồi ấy, nhưng phải cố gắng thôi. Bởi vì vẫn còn một bài nữa, không thể bỏ cuộc được. Kiểu tay nó đơ luôn. Còn một hiệp nữa. Ok, hiệp cuối cùng nhá. Nào, năng lượng lên nào anh em. Hết pin, sắp hết pin rồi. Ok, còn một bài cuối cùng thôi, cố lên. Chuyển sang bài cuối cùng nhá, là kết thúc buổi tập rồi, nhanh thôi mà anh em. Bài cuối cùng trong buổi tập tay ngày hôm nay, bài này thì mình sẽ thực hiện 4 hiệp tăng tà và giảm rep nhé. Hiệp đầu tiên sẽ thực hiện 15 rep, sau đó tăng tà lên và giảm xuống 12 rep, và hai hiệp cuối cùng sẽ là 10 rep nhé. Ok, vào hiệp đầu tiên nhé. Nào. Hiệp tiếp theo, hiệp thứ 2, 12 rep nhá.
Còn hai hiệp nữa. Tăng tạ. Hiệp thứ ba, 10 đẹp anh em nha. Hiệp cuối cùng của buổi tập ngày hôm nay, hiệp này thì vẫn thực hiện 10 rep nhé. Ok, vậy là kết thúc buổi tập full tay, tay trước tay sau trong một buổi tập. Sau buổi tập tay này thì lại đến một buổi tập cho nhóm cơ đùi sau và nhóm cơ mông. Anh em nhớ theo dõi nhé. Ok, hẹn gặp lại anh em vào buổi tập chân tiếp theo nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại anh em.